Chào mấy bạn, hôm nay thì Thi Nhỏ sẽ là người giao áo cho một bạn fan may mắn nha các bạn. Đó là đợt trước Pháp Sư lại bé San đúng không? Đợt này là Thi Nhỏ với lại Sanin. Chào các bạn. Sanin đang cầm cái bịch đồ giao cho khách đó. Và bây giờ bạn khách đó cũng gần đâu đây thôi, tại mình cũng gần tới rồi, mình quay luôn. Giờ mình sẽ với lại Sanin sẽ đi giao cho bạn khách đó nha. Để tạo bất ngờ cho bạn khách đó nữa. Lên thôi. Bánh cưng Thi ơi. Giờ mình đang tìm địa chỉ nhà để giao cho các bạn đó nha các bạn. Cái hẻm đi ngoằn ngoèo quá trời luôn các bạn. Mà cũng như cũng gần tới địa chỉ của bạn đó rồi. Thôi em, giờ anh với em bỏ xe ở đây đi cho chồng tạo bất ngờ cho fan. Dạ. Anh Kinh Thi, coi địa chỉ phải đây không dạ? Địa chỉ ở đâu nè? Ý, đây là Kinh Thi. Đúng rồi, đúng rồi. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Ủa, anh Sinh Minh. Khi... Ủa, anh Sinh Minh. Chào bạn. À, nơi bạn. Đúng, biết anh là ai không? Dạ, anh Cương Thi nè. Đúng rồi. Hình như là em đặt hai cái áo một cái nón đúng không? Dạ. Đâu phải em vô chổng em khui hàng coi đúng đồ của em đặt không? Đâu, nón nè. Đâu đợi coi vừa không? Vừa. Đó, đây là mẫu mới nha các bạn. Thanh niên. Thôi thử mặc rồi. Em thấy áo này sao? Dạ vừa và mát và mẫu này đẹp. Đây cái quy hiệu nào em đeo vô thử đi. Ủa sao đi? Sao bình thường áo bán 99.000 mà sao trong đây tới 129.000 người dân cưng Thi? Anh quên nhắc nữa là cái áo thường á là nó không có màu như áo này. Dạ. Cho nên áo này phiên bản này là xung quanh toàn là màu không. Dạ. Cho nên là bên anh bán giá 129.000. Dạ, để em đi lấy. Giỡn á. Nó giỡn vậy thôi các bạn. Chứ hôm nay mình là Sanin giao là tặng miễn phí cho bạn fan này luôn nha các bạn. Không sao đâu, tặng bạn á. Anh nói nghe đây nè. Khi được anh là Sanin tặng áo á, cảm giác em sao? Rất vui. Mà nhớ nha, nhớ luôn ủng hộ phim của tụi anh nha. Và cái áo thường của Pháp Sư Gangster các bạn, đó là áo 99.000. Còn áo như thế này là 129.000, tại vì cái này nhiều màu hơn. Đó, và phần link của shop áo thi chúng com mình sẽ để dưới đây. Mong các bạn ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi tụi anh đi về nha. Dạ. Tạm biệt bạn nhỏ nha. Bye. 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 Chào bạn. Bye.